Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang mới đây đã có quyết định hủy kết quả trúng đấu giá hàng chục lô đất ở nhiều xã trong huyện do quá thời hạn quy định người trúng đấu giá không nộp tiền. Qua tìm hiểu cho thấy những trường hợp bỏ cọc sau khi trúng đấu giá chủ yếu là cò đất, người đầu cơ kiếm lời. Khi tham gia đấu giá, những người này thường đẩy giá lên cao gấp 2 đến 3 lần để trúng đấu giá, nhưng ngay sau đó sẽ tìm người bán lại để hưởng chênh lệch. Và nếu không bán được, những người này sẽ không nộp tiền và chấp nhận mất tiền cọc. Tình trạng này đã để lại những hệ lụy xấu, tạo ra sự bất ổn tại các địa phương và làm khó chính quyền khi phải tổ chức đấu giá lại nhiều lần. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện Bình Giang đã có 235 lô đất với diện tích 25.000 m² bị người trúng đấu giá bỏ cọc không nộp tiền. Tổng số tiền không nộp sau khi trúng đấu giá là 525 tỷ đồng, số tiền cộng sung ngân sách là hơn 32 tỷ đồng. Các xã bị bỏ cọc nhiều nhất là Cổ Bì, Thái Hòa, Hùng Thắng, Bình Minh, Vĩnh Hồng, Long Xuyên, Tân Hồng, Tân Việt. Trong số này, nhiều địa phương đã tổ chức đấu giá lại, nhưng tình trạng bỏ cọc vẫn tiếp diễn. Với các lô đất bị bỏ cọc, địa phương sẽ phải thực hiện lại quy trình đấu giá, nhưng việc xác định giá khởi điểm cho các lô đất này cũng cao hơn do có liên quan đến giá bỏ thầu của lần trước đó. Để hạn chế tình trạng bỏ cọc, nhiều địa phương đã áp dụng mức tiền đặt cọc đến 20% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, do không thu lợi được sau khi trúng đấu giá, nên nhiều cò đất vẫn chấp nhận bỏ cọc. Hiện tượng này diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi và thậm chí mang tính tổ chức. Để ngăn chặn, các cơ quan như Tài nguyên Môi trường, Tư pháp Tài chính cần tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu giá đất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế để ngăn chặn tình trạng này.